thú gì đem mất. Cung miệng. Và rượu cung miệng nha. Đó. Chào cho sạch đất. Rồi mình cho vào luôn. Mày đi luộc trưa trưa mày ngồi ăn. Cho vào nồi nấu. Cái này là 1 ký không á? Ký ký bao nhiêu tiền á? 25.000 là khoảng 1 đô thôi các bạn. 1 đô 1 ký củ. Rẻ vậy nè. Mấy anh chị bên Mỹ vẫn có thèm. Rồi. Cho nước vô đi. Không, sắp 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 nè. Có cho muối không á? Rồi cho ít muối hột lên nha. Đó. Để lúc luộc cho nó mặn mặn. Ngon. Rồi. Bắt lên nấu nha. Và bật bếp lên nấu nha các bạn. Đó. Đó. Cái chân ba đứng này vậy. Đứng như cái tay con tay. Thấy rõ rồi ha. Đó, mình nấu cái củ này bây giờ nó sôi rồi nè các bạn. Thấy không? Nó hơi tối ha. Để bật đèn lên cho sáng. Đúng không á? Mình luộc cái củ này nha. Nó bật đèn lên sáng nè. Còn đây nó xa quá thì để gần lại xem. Nấu bao lâu á? Với củ rồi nha. Xíu ăn nha. Bây giờ tiết mục ăn củ bắt đầu. Này các bạn, luộc củ á. Củ đây ăn ngon, ăn nhiều chất nhiều. Bột. Ngoài nó có lòng hay sushi. Củ đây là củ miệng là người ta gọi môn củ môn tráng, quê mình gọi củ miệng. Ồ, đầy đàn nó ngon chắc vậy. Dạ ăn chưa? Ngon. Đây nhà lộn củ ăn nha. Tím không á? Mùng tím hay là ở miền Nam gọi là miền Nam không ta? Hay là miền Trung gì gọi là khoai mỡ? Ở Huế gọi là khoai tía.
tía là tím á. Thứ hai nha.
Khoai này sò à, nó kiểu giống như là canh khoai mỡ ở Sài Gòn ấy, nhưng mà canh khoai mỡ thì người ta dầm dầm thôi cho nó nát thôi, còn cái sò không mình chỉ sò rồi mình cho hành vào đây thôi. Có củ rồi nè, ấy sao thấy đùm hơi nên là sò còn xem nha. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu thấy video hay thì hãy like, share và chia sẻ cho nhiều người cùng xem video nhé. Và đừng quên là nhấn đăng ký kênh của Thiện để ủng hộ nha. Hẹn gặp lại mọi người.